Hả? Một cho mày ra hả? Sáng mai hỏi. Sai từ ngày bắt đầu. Sao? Tự nhiên nè. Vẫn mở lắm. Đương nhiên rồi, không thể mở của nó. Không báo thay cả các chiếc. Thầy kiếm đâu rồi các chiếc này? Mà hỏi xem nếu có hàng có gì hay quá. Nếu có thì mình... Ngay cả các chiếc. Búa. Ha, em trên này nó bảo là máy HP này là mỗi một lần thay mực là thay cả các chi luôn chứ không phải là thay. Thật là em muốn ăn bún sốt vàng không? Đấm nhá. Cũng lắc à? Hay ăn sò? Được. Đâu đâu mê này đâu rồi. Để. Có anh mất hai con khác đấy rồi. Chờ tí đâu hai con này. Có. Có con vừa bỏ ra đâu rồi. Thank you.
Quang đây uống trà đá, Quang ơi. Trình trường nó đi, qua uống trà đá, trình trường đây. Trời trời, đưa mạng tao xuống ơi. Anh muốn chúng nó lớn nhanh anh Nhàn Cương ạ. Nhưng mà mãi chưa lớn, có khi để sang 2018 anh mua thêm cám tăng trọng. Anh nuôi toàn cái to người mà chả thấy to đầu. To đầu gì? Thích to đầu gì? Ở đâu rồi Quang ơi? Quang ơi, giờ ở đâu rồi Quang ơi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tất niên có món lòng nướng. Đêm rồi chó ngày nhạc nhẽo rồi. Đủ nghe nhé chó ngày. Thương vụn vỡ thêm một lần nữa, sợ anh sẽ không.
phải đâu, trường này đang mở quảng cáo thành không để ý thôi. Chú ơi, sao đây ăn bún không vang? Thank you.
đi. Đâu? Trời mã còn phép đấy nữa.
con lồng ngọc thôi. Cháu ai qua cháu lồng này. Trước 8 giờ nhá, sau 8 giờ ăn tự trả tiền nhá, trường nhá. Thank you.
qua gần 2 giờ tao ngủ và 8 giờ đã dậy rồi. Sao phải xoắn hết nhà trường vậy? Tao có 12:40. Vậy tại sao phải vui nhau để rồi cho nhau thêm những nỗi đau? Đừng nên lãng phí tình cảm chân thành dành cho một người đã không biết trân trọng. Hãy quên đi em ơi, để nỗi đau sẽ rồi mai gọi một em sang ấy trường ấy bạn ở Thành nhá. Ta lớn lên rồi.